trọng tài Đức sẵn sàng. Nam nữ trung học cơ sở yêu cầu tất cả vận động viên chúng ta lên phía đích tập trung. Lên đích tập trung. Ban tổ chức thông báo nội dung tiếp sức 40% nam nữ lên đích 100m tập trung. Yêu cầu tất cả những vận động viên không thi đấu chúng ta lên khán đài. Cả các đội chúng ta sẽ điểm danh ở trên sân này. Lần lượt các đội xếp hết đây, chúng ta đây, chúng ta tập trung. Mỗi đội một hàng, mỗi đội một hàng. Mỗi đội một hàng, có nhìn thấy tay không? Mỗi đội chúng ta một hàng nào. Tổ xuất phát chúng ta sẽ chuẩn bị bàn đạp. Tổ xuất phát chuẩn bị bàn đạp. Mỗi đội chúng ta xếp một hàng. Mỗi một đội, mỗi một trường một hàng. Mỗi một trường một hàng. Tôi nhắc lại, mỗi một trường một hàng. Trường Cộng Hòa tập trung. Vận động viên Cộng Hòa tập trung. Hai học sinh Ngô Quyền quay lại đích, thật chưa? Hải Minh quay trở lại. Mỗi trường một hàng có nam thì chúng ta là đứng đằng trước, nữ đứng đằng sau. Còn mà chỉ có nữ thì đứng một nữ và có nam đứng một nam. Còn lại nam nữ đứng thẳng đằng hàng. Nam nữ thẳng hàng nào.